Xin chào các bạn. Ở bên này thì chúng ta sẽ cùng xem xét và cùng tìm hiểu một số cái lỗi mà thường gặp khi mà chúng ta làm việc trong cái tab Operation Navigator. Chúng ta thấy có một cái thư mục gọi là Unused Item. Thì ở đây chúng ta có một cái bước công là Spot Grill nằm trong cái thư mục này. Đối với bước công này á, thì bây giờ chúng ta thấy là có cái dấu đỏ màu trước thì cần tính toán là dây dao. Chúng ta tính toán thì Anis nó có một cái bảng thông báo là cái bước công này cần phải xác định con dao cho nó. Bây giờ chúng ta chuyển qua tab Tool View, chúng ta thấy là bước công này nằm trong cái thư mục Unused Item, vẫn chưa có xác định cái con dao cho nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo cái bước công này vào trong cái con dao là Spot Drill Tool đó. Rồi tiếp theo là chúng ta Generate, nhưng mà bây giờ nó lại báo là không có cái phần học này được xác định để mà không để mà chấm tâm. Thì chúng ta chuyển qua cái tab là Geometry, chúng ta sẽ kéo Spot Drill này vào trong cái thư mục là Drill Geometry. Đây là cái thư mục đã xác định, các bạn thấy là đã xác định các cái vị trí cần chấm tâm. Rồi giờ chúng ta chọn là Generate Toolpath đó, thì bây giờ cái bước gia công nó được tạo ra. Các bạn thấy là bây giờ chúng ta chuyển qua cái thẻ Program Order, thì cái thẻ này chính là cái thứ tự gia công, trình tự gia công mà chúng ta mong muốn đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ kéo Spot Drill này vào trước cái lệnh là Grab Dev Drill. Yes, chúng ta phay mặt chấm tâm rồi mới tiến hành khoan. Thì đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta làm việc trong cái thẻ Operation Navigator.